Hello, xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của Thế Sơn. Chủ đề xe cũ ngày hôm nay thì Sơn muốn giới thiệu cho anh chị một chiếc Toyota Rush mà mới vừa về với công ty. Chiếc Toyota Rush này thì biển số Đồng Nai 60K06218. Anh chị nào mà ở Đồng Nai thì chúng ta không cần phải thay đổi biển số nha. Xe Toyota Rush này thì phiên bản là 2021, đăng ký 2022, đăng ký là vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 đó. Xe này thì là xe gia đình. Thì bây giờ thì Sơn sẽ quay tổng thể ngoại thất và nội thất của chiếc xe cũng như là tình trạng của chiếc xe nha. Xe này là xe gia đình. Về ngoại thất thì xe đang còn zin nguyên nha anh chị. Rất liền lạc. Đó, đèn. Xe này là màu trắng ngọc trai. Xe tổng số km xe chạy được là 20.000 km. Xe chưa phải làm bảo hiểm hay là dặm tuốt về phía bên ngoài. Tất cả đều là zin hết. Đây lốp anh chị nhé. 2021. Xe thì có dán phim chống nóng, lock che mưa, có dán luôn cả chống trầy của tay nắm cửa. Tất cả đang còn rất là zin nha anh chị. Xe đã được chủ trang bị ghế da, lốt sàn. Xe này về thì anh chị chỉ việc sử dụng ngay thôi, không cần phải làm thêm bất kỳ một món gì nữa. Xe này thì biển sơn đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm với cái vấn đề mà xe tai nạn hay là có bất kỳ một cái lỗi gì. Đây, cần số vô lăng này. Xe được có trang bị thêm camera hành trình này, tay nắm. Xe vừa mới về tối hôm qua cho nên là bên Sơn cũng chưa có vệ sinh nguyên thủy của xe như thế nào, thì Sơn quay như vậy để anh chị coi. Đây. Keo chỉ còn zin nguyên nha anh chị. Nói chung là xe chưa có làm bất kỳ một cái chi tiết sơn nào. Cabo. Kể qua về cái chủ của chiếc xe này. Hiện tại chủ của chiếc xe này là một anh khách hàng cũ của Sơn. Hiện tại thì đang ở Đồng Nai. Theo anh kể thì sắp tới anh sẽ phải đi nước ngoài để định cư, cho nên là phải bán chiếc xe này. Xin lỗi anh chị, thì hôm nay Sơn sáng sớm này có hơi khó chịu một chút, cho nên là cái giọng nó cũng không được rõ ràng. Xe này thì bên Sơn đang hỗ trợ tối đa là khoảng tầm 70-80% giá trị xe. Anh chị nào mà đang thiếu tài chính thì cũng có thể vay được ngân hàng. Đó, Sơn đã quay chi tiết chiếc xe này. Anh chị nào mà đang kinh doanh cần một chiếc xe 7 chỗ
giá hợp lý để kinh doanh thì Sơn nghĩ chiếc xe này cũng là một sự lựa chọn đáng để quan tâm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để cập nhật những cái dòng xe qua sử dụng của bên Sơn mới nhất nhé. Sắp tới bên Sơn sẽ về khá là nhiều xe, sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Một lần nữa Sơn xin chân thành cảm ơn quý anh chị, chúc anh chị có một ngày thật là vui vẻ.